Dạ vâng, xin chào tất cả mọi người. Xin chào mẹ U65 Đồng Nai. Xin chào thằng em Tê Long 24 tuổi. Xin chào tình yêu không biên giới. Thì hôm nay là tàn thôi, không bập nữa nha. Bập nhiều quá bị chửi. Lượt view giảm nhiều lắm à. Chắc khả năng là tàn nói không hay nữa đúng không? Mọi người coi nhiều quá rồi cũng nhàm, cũng chán đúng không? Thôi kệ, ai coi được coi ha. Cũng cố gắng đi đến đích. Đi đến khi nào mà cụ bà gọi như là im lìm và cụ bà đứng lên công khai chấp nhận những cái sai trái của mình trên mạng xã hội thì lực tàng sẽ ngừng đúng không ạ? Còn cụ bà đang còn cứ lên thì chúng ta lại tiếp tục nói, coi không coi gì cũng nói hết đúng không ạ? Thì hôm nay lực tàng TV cũng nhận được những cái thông tin liên quan đến thằng em Tê Long. Thì tất cả mọi người cũng biết là thông tin mang máng là thằng Tê Long này có khả năng chán rồi. Chán đến tận cổ rồi đó, ngán cụ bà đến tận cổ rồi, khả năng là không nuốt trôi nữa rồi. Nghe đâu là cả tuần nay là nghe là không thấy xuất hiện ở Đồng Nai nữa thì phải. Và hiện tại bây giờ là không còn bên cạnh cụ bà nữa. Đó là một cái thông tin mà người ta có người thông báo cho lực tàng thôi, chứ còn lực tàng cũng chưa xác xác nhận và kiểm chứng nha mọi người. Thì mọi người cũng tìm hiểu xem cái sự tình nó như thế nào. Nhưng mà hôm nay lực tàng TV cũng nói thẳng một cái vấn đề này, thì nếu như mà thằng Tây Long nó không còn ở Đồng Nai thật và nó đã ngán đến tận cổ, nó không muốn nút cụ bà nữa, thì chúng ta sẽ phân tích về cái vấn đề này luôn. Thì ví dụ như giả dụ mà thằng em Tây Long này nó chán cụ bà đúng không ạ, về những cái lời thị phi và những cái sự giả dối của cụ bà trong cái thời gian trước đó, thì bây giờ đã được gọi như là những cái anh hùng gọi như là đem công khai những cái chi tiết này kia, thì cụ bà chấp nhận những cái vấn đề giả dối của mình đó, về cái tiểu sử gọi như là nó không mấy tốt đẹp của cụ bà, và những cái vấn đề liên quan đến cuộc sống cũng như là những cái này kia mà trước đó cụ bà cũng đã thông báo cho thằng em Tây Long là nó thật là đẹp đẽ và sạch sẽ. Nhưng đến hôm nay thì cũng đã lộ ra nhiều cái vấn đề như vậy rồi, thì cụ bà nó thật sự là trong mắt của thằng Tây Long thì khả năng là có một cái vấn đề nó khác đi một tí rồi. Chứ nó không giống như cái lúc mà nó lấy Lữ Lam nó cắt tay đâu. Rồi cũng không giống như cái lúc mà nó đang ở bên Pakistan, rồi nó đưa những cái hình ảnh này kia lên trên Facebook, rồi nó tâm sự với cụ bà xuyên đêm suốt sáng, một bên thì nói tiếng Pakistan còn một bên thì nói tiếng Việt Nam. Nhưng mà cuối cùng thì cũng quay lại cái vấn đề bà bập. Không hành động nha mọi người, nói thôi nha, em không hành động bập bập mọi người đừng chửi nữa nữa. Đó, thì đến hiện tại bây giờ thằng Tây Long nó đã hiểu chuyện, nó đã biết cụ bà giả dối, thì chắc cú là nó sẽ có một cái vấn đề này kia để nó lợi dụng cái đó, để nó lấy cơ hội đó để nó từ bỏ cụ bà thôi. Bây giờ cụ bà quán gì nữa đâu, chắc có khả năng là ngủ rồi bập với nhau rồi cũng sẽ đã khai những cái vấn đề này kia, là nhà bà có mấy miếng đất đó, nhà bà có bao nhiêu tài sản, con cái của bà có bao nhiêu người đẹp hay xấu đó, rồi tài sản trong nhà hiện tại bây giờ còn bao nhiêu, chắc có khả năng là cũng khai hết rồi. Nhưng mà thằng Tây Long nó ở đến bây giờ là cũng được tháng mấy rồi đúng không mọi người, là từ khi công khai lên mạng xã hội ấy, thì có khả năng là cũng đã tâm sự và khai báo hết cho nó rồi, và nó cũng biết là còn hay hết, thì còn thì nó vẫn ở đó, mà hết rồi nó sẽ đi, chắc cú một câu 100% cái thằng này. Thì hiện tại bây giờ nó chỉ có ăn với nó bập bà già để nó sống và nó lấy cái đút vào mồm của nó, thì bây giờ cụ bà không còn cái gì nữa thì nó ăn thì lấy đâu cái gì mà đút vào mồm nó nữa, thì nó ở đó làm cái gì đúng không? Nó ở đó thì mang cái tiếng ăn bám, rồi mang cái tiếng gọi như là xã hội nó đánh giá mạnh nữa, rồi ra đường ra này ra kia rồi cũng ngại đúng không mọi người? Ai cũng phải có một cái suy nghĩ, cũng phải có một cái sự mắc cỡ, cũng phải sự xấu hổ ở trong đó chứ. Đến thằng Tây Long đó mà nó đang còn xấu hổ, nó còn không muốn cụ bà đưa lên những hình ảnh lên mạng xã hội. Thì đến cái thằng nhỏ như vậy nó đang còn không muốn lên như vậy mà nó còn không hiểu tiếng Việt Nam, chứ huống hồ gì đến cụ bà đó. Thì hiện tại bây giờ là khả năng rất cao là nếu như mà không xuất hiện ở dưới Đồng Nai nữa thì chỉ có khả năng là hắn phóng vượt biên luôn về về Pakistan, hắn thăm bố thăm mẹ hắn rồi, rồi hắn sẽ từ từ hắn sẽ lừa người khác. Thì hiện tại bây giờ là nghe đâu là ông bà già của thằng Tây Long này á cũng hình như là bị bệnh, bệnh chả không bệnh có mà phát tâm thần vì mày luôn đấy, chứ đừng có nói không bệnh. Anh nói cho em Tây Long biết này, bố mẹ nào mà chả không 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 tâm thần vì cái hành động của con cái nó như vậy, đúng không?
Em tự nhiên em đi bập, ai em không bập, em bập bà già 65 tuổi lớn hơn cả tuổi mẹ của em. Thế thì bố mẹ em bây giờ bệnh là muộn. Sợ là chịu không nổi cú sốc này rồi bắt đầu là bay luôn về thế giới bên kia với ông bà rồi đi chứ. Sống được đến giờ là may rồi. Thì em nghĩ như vậy là em bất hiếu hay là em có hiếu? Mà chắc nói tiếng Việt Nam thì chả hiểu đâu. Thôi đây anh cứ nói cho tất cả mọi người xem, còn em hiểu được thì hiểu mà không hiểu được thì kệ, kệ xác em, đúng không? Em qua đây em lừa ai ấy, chứ em không lừa được cộng đồng mạng xã hội Việt Nam hay của tụi anh đâu, nghe chưa? Em đừng có nói rằng là em yêu bà cụ rồi em phục vụ bà cụ rồi mọi nhất cử nhất động của bà cụ là em không 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 cho phép, rồi được phép của em thì em mới làm. Em đừng có làm như vậy, xã hội Việt Nam đã biết được cái bộ mặt thật của em rồi. Em chủ yếu là cái thằng vậy như là chuyên đi lừa những người này người kia, cụ bà này kia, để gọi như là kiếm trên cái kiếm miếng ăn trên cái sự dâm đãng thối tha của những người phụ nữ đó thôi, chứ em có làm được cái con mẹ gì ở đất nước Việt Nam này đâu. Đó, thì hôm nay anh cũng nói cho em như vậy, mà em mà cứ có cảm giác mà chán rồi thì tốt nhất là em công khai với xã hội là tôi không yêu đương gì cụ này hết, ngoại này hết, nội này hết, cái bà già này hết, rồi tôi chỉ yêu tiền thôi, yêu em không phải vì tiền, yêu em vì sợi dây chuyền em đeo đó. Thì em phải công khai hết lên trên mạng xã hội và em phải nói rằng là tôi chỉ đến với bà vì tiền, và hiện tại bây giờ bà hết tiền rồi, cho tôi sẽ cao chạy xa bay, tôi sẽ phóng về nước của tôi. Và Việt Nam bây giờ là mặt tôi đã lộ tẩy là một thằng tây lông cao to đen hôi chuyên đi lừa những cụ bà rồi, nên tôi không sống được nữa, cho nên tôi phải phóng sang nước khác, về Pakistan 19 để tôi thăm gia đình bà con làng xóm láng giềng. Tôi sẽ bày mưu tính kế, tôi sẽ đi cái nước khác, cũng sẽ có những cái nước, cũng sẽ có những cái cụ bà dâm dục giống như ở Việt Nam mình thôi, đúng không? Thì em cứ cố gắng và giữ được cái phong độ khoai to đấy, và những cái hình ảnh đăng trên Facebook là cắt tay cắt chân đó, lừa đảo, em lừa những cụ bà đó, đúng không? Còn cụ bà thì hôm nay là lực tàng nói như thế này nhá, thì cụ còn muốn công khai trên xã hội nữa không đấy, cho lực tàng TV hỏi một câu như vậy. Cụ mà muốn công khai nữa thì cụ cứ lên đi, cụ cứ kêu cái con hột é kia đi đăng hết những cái hình ảnh, rồi là ngồi tâm sự với nó đi, khai hết những cái gì ở trong nhà xấu xa nhất đi, là được khai hết đi, là cho anh lên mạng xã hội hết đi để chúng tôi có việc để làm. Chứ hiện tại bây giờ kênh YouTube Tình Yêu Không Biên Giới là tôi thấy không có cái gì trên đó nữa mà để làm, cho nên là bây giờ là thiếu thông tin rất là nhiều đó. Rồi quay đến cái vấn đề gọi như là nếu như mà chắc cú thằng em Tây Long đang ở đó thì quay lên đi, hai vợ chồng cứ quay lên bập bập quét nhà rửa bát rồi đi chơi du lịch chỗ này chỗ kia đi, để chúng tôi còn biết đường là tình yêu đó đang còn vĩnh cửu và đang còn không biên giới. Chứ lâu quá không thấy xuất hiện là chúng tôi lại nghi ngờ rằng là có khi là thằng Tây Long nó lại vả cho rơi cả răng giả ra rồi, là nó lại phóng về Pakistan, nó cao chạy xa bay, đâm ra chúng tôi lại ngồi lại đón nồn đón già đó. Còn cụ bà thì bây giờ chắc cú với mọi người là đã có sự xấu hổ và ê chề lắm rồi đó, chứ không phải là bình thường nữa đâu, tại vì lộ tẩy hết ra còn đâu. Thì cũng cố gắng làm sao, muốn không đưa lên mạng xã hội thì nói nhắc đi nhắc lại một câu là đừng có đưa hình ảnh lên, đừng có đưa tin tức gì cho ai biết hết á, sống im lìm đi. Thằng nào xôi thằng nào mối, mà thằng nào gọi điện thì bả lên vô mặt nó, sẽ không bao giờ mà tiết lộ những cái thông tin này kia. Những cái thông tin nó càng tiết lộ đến đâu lại càng ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Hôm nay lực tràng TV nói rất là bình tĩnh bình thường, chứ không muốn nói mạnh làm gì với cụ hết á. Nghe thấy là ngồi nói chuyện với cái con hột é kia là cũng có cái cảm giác gọi như là muốn hối cải đó, nhưng mà bây giờ không ai tha thứ cho nó đâu, chỉ có thời gian nó mới tha thứ cho thôi, cứ để im đi lâu ngày nó sẽ tha thứ. Còn cứ mà lên mà này kia rồi phân trần về cái vấn đề của mình, rồi chỉ trích người này người kia để mà lấy lại cái sự trong sạch của mình thì khả năng rất là khó, đúng không? Cái sự việc nổi đình nổi đám như vậy cơ mà. Còn đến cái vấn đề gọi như là cưới sinh tháng 7 nữa kìa. Cưới đúng của cái ngày cô hồn 15, tầm 15 tháng 5 đấy, 15 tháng 7 đó rồi. Rồi làm sao?
Nếu như mà hắn về bên Pakistan thì nó trốn, nó chán, nó về bên đó rồi lúc đó lấy thằng Tây Lông nào mà vô để mà gọi như là đứng là làm chủ rể hả? Thì làm sao giữ lại để cho đẹp mặt với bà con hàng xóm láng giềng, đẹp mặt với những cái fan hâm mộ mà hiện tại bây giờ là đang chúc phúc cho cụ. Chứ nhiều vấn đề nan giải lắm, nếu mà nó bỏ đi một cái thì nói thật sự cụ chỉ có đập đầu vô gối hay là đi ra đường máy bay nó hút cho thôi chứ, đúng không? Trốn đi đâu cho thoát được, nhục nhã y chang như vậy rồi mà nếu mà nó bỏ đứng trốn đi một cái nữa thì thôi, đúng rồi, xã hội người ta vỗ tay, người ta mở tiệc ăn mừng đó. Nhất là mấy những người hình phụ nữ Việt Nam đó, tại vì bị chà đạp cả 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 một tháng mấy nay rồi, hình ảnh vậy như là nhơ nhuốc hết rồi, mà thằng Tây Lông chắc cú thôi chứ không trước hay sau thì nó cũng phóng đi thôi. Đến cái chú Sáu ở dưới Long An Cần Giuộc đó mà chú nó cách nói chuyện hiền từ mà này kia vậy mà chú cũng đang còn ngán đến tận cổ, chứ đừng có nói gì đến cái thằng em Tây Lông đang còn phong độ cao to đến hôi, khoai của nó thì đang hoạt động mạnh, đúng không? Nó sẽ đi nó kiếm phương trời khác, nó đi nó lừa người này người kia, chứ bây giờ mà cái nguồn gốc xuất xứ của nó là một thằng đàn ông là lấy rất là nhiều vợ, nên là ngoại ngoại hoặc cụ đi là cũng phải bình tĩnh, chứ không phải là cái đó không giữ được lâu bền đâu, có cưới có sinh thì cũng mất công đi ly dị ra tòa rồi mang cái nhục nhã vô trong người mình thôi, chứ đừng có nói rồi lên trên mạng là chúng tôi sẽ tổ chức một cái đám cưới hoành tráng mời bà con làng xóm láng giềng đến để họ chúc phúc cho chúng tôi, để tất cả mọi người sáng mắt ra, ở đâu ra mà sáng mắt, làm như vậy người ta càng chửi cho, không bà càng làm lớn đám cưới lớn thì càng bị chửi, nhưng tôi sợ cái đám cưới này nó chỉ có trong mơ thôi, nghe cái bài hát đám cưới trong mơ chưa, đây là trong mơ, là trong mơ ở cái chỗ là mơ ước nó, mà người, thằng Tây Lông nó phóng đi rồi thì lúc đó lấy cái hình nộm ra để mà làm chú rể à, đúng không? Cứ lên mạng đi bị chỉ trích nhiều rồi, rồi bắt đầu là đến tay thằng Tây Lông là chán là phóng, hắn mà phóng về Pakistan thì cũng mà tìm tìm kim dưới đáy bể, đúng không? Nghe đâu là những cái thông tin này của bà hiện tại bây giờ là đang giữ những cái giấy tờ liên quan đến thằng Tây Lông này, rồi giữ hết những cái vấn đề liên quan đến nó để hòng không cho nó trốn chạy, rất đau đầu cho bà, tự nhiên rước họa vô thân cũng chỉ vì có cái hai cái cục xúc xích bằng thịt đó thôi. Cho nên là con người không phải cái gì cũng đúng hết, nhưng mà mình phải tính trước tính sau những cái hệ lụy của cái sự việc mình làm. Làm đâm ra rồi bắt đầu là giờ gỡ gạc đâu có được nữa đâu, đâm lao phải theo lao thôi, rồi cố gắng giữ lấy nó, không lực ta hôm nay chỉ nói về vấn đề sơ sơ về cụ bà rồi cũng vậy, nên là ít bập lại để cho tất cả mọi người có một tí thương xót lực tàng này một tí, chứ cũng nói cũng rát mồm, tốn hết calo và nhiều nước bọt lắm đó. Mọi người coi thì cũng ủng hộ, cố gắng ủng hộ Lực Tàn TV. Còn những người nào mà không ủng hộ thì Lực Tàn TV cũng rất là cảm ơn, cũng đã ghé kênh Lực Tàn TV và cũng đã để lại những cái bình luận chửi một cách thậm tệ và xấu xa, sâu sắc nhất. Cảm ơn hết, thả tim hết. Đó, đó là tính cách của Lực Tàn TV. Một lần nữa Lực Tàn TV xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin chào ạ.